đấy nha. Các bác xem là bác này, bác ấy cao tuổi rồi, bác ấy đặt hàng xong là không biết là bác có lý do gì bác không nghe máy mà cũng không bom hàng, không lại nhận hàng này. Em đăng cái clip này xong là bác nào mà có nhu cầu em để rẻ cho thôi. Đây, qua lúc 6 giờ bác gọi, bác ấy gọi cho em. Đấy, Vâng nói luôn giọng ạ. Thế bây giờ còn có chuột chuột bọ chuột lang gì đấy không? có Còn còn đấy bao nhiêu tiền một cặp ấy? 350 một cặp. 300.000 cặp. Thế ship về ba ché cũng 350 hả? Vâng. Ngồi ở nhà lục tám thôi. 350 cặp, 5315 à? Vâng. Em thế bây giờ lấy cặp mỗi cứ một chống một mái kiểu đấy đấy á, một được một mái cái đấy á. Anh lấy bao nhiêu cái thì tính. Thế cái này khác hơn hay là vẫn cứ theo cặp ấy? Cái 200 được 150. Thế lấy cho khoảng trăm dưới, lấy 4 cái một chợ một năm 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 mái năm 5 cái, 5 cái là 1 triệu, mới một được 150 nữa, cộng với tiền cước nữa. tiền cước của từ đấy về về ba chế bao nhiêu, về tầm ba chế Tiên Yên ba chế hoặc là Tiên Yên đứng được hoặc là ba chế cũng được. Đấy, nếu mà 5 cái một được thì nó rơi vào tầm 1,25 triệu. Là tất tật đi Tất tật. thế gửi về ba chế nhá. Thì bây giờ anh thanh toán thế nào ạ? Cái đấy cứ về đến là người gửi, về đến đấy là trả người gửi. Bây giờ là em sẽ cho anh thanh toán trực tiếp cho nhà xe là 1,150 triệu, còn 100 thì anh bắn cho em cái thẻ điện thoại Viettel 100 làm tin. Đấy, ngày nói chuyện đứng đắn lắm. Thế mà bây giờ gọi, gọi luôn này. Đây, 0862 981853. Ông anh ở Quảng Ba Ché, Quảng Ninh. Đây, các bạn xem nó được không? Thời buổi nào rồi mà. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm Đấy. thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đấy. The phone number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. Đấy, gọi suốt từ sáng giờ. Gọi sim 1, gọi sim 2, gọi hết. Không không nghe máy. Anh em bây giờ họ gửi đi xuống chỗ văn phòng ở Mỹ Đình rồi. Rất là mất việc mấy cho các bác này. Hứng lên gọi điện loạn lên xong là thuê bao. Thôi buổi 4.0 rồi mà còn mất thời gian thế này. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm Đấy. thời không liên lạc Gọi được. suốt. Xin quý khách vui lòng Em gọi lại sau. The phone number you have dialed. đây. Nhắn tin luôn. Ông lên mạng mà xem dân mạng họ bình luận ông là chuyên gia bom hàng. Nên các bác lần sau ai bán hàng lưu tâm những cái số này nhá. Các bác đặt hàng nhưng các bác chả có cái trách nhiệm gì cả. Gọi điện thuê bao. Nên là cũng rất là ngại. Đăng thì bảo là thế nọ thế kia mà không đăng thì cũng rất là. Rồi đơn này thì em sẽ để giao lưu cho bác nào ở khu vực miền Bắc. Bác nào điện cho em luôn bây giờ thì em chốt cho các bác là 1 triệu nhé. Coi này em âm 250 ngàn. Coi như là cũng là chả biết bác này có lý do gì. Thì cái này tìm hiểu nguyên nhân sau đi. Còn em có nhắn cái bác này thì bác cũng phải thông cảm. Bởi vì bác là người đặt hàng mà bác không nghe máy. Cái video này em cũng đăng công khai luôn. Để cho các bác biết những cái trường hợp để các bác nên bán hàng. Và chúng ta sống trong cái xã hội văn minh. Đấy. Từ sáng giờ em gọi rất nhiều cuộc này. Này, hôm qua này, hôm nay 10 giờ, 10 giờ, 10 giờ, 12 giờ. 12 giờ, 12 giờ. Gọi rất nhiều luôn. Đấy. Không. Thuê
bao quý khách vừa gọi đấy. Tạm thời không liên mất thời gian. Thì ngày hôm nay thì em có gửi cho các bác, ý nghĩ là bác cái trung trung tuổi thì gửi cho bác ý là tin tưởng, mà giá thì giá hợp lý này. Bác kia đây Quảng Ninh này, 0862981653 Quảng Ninh đấy. Đấy là tôi để vốn cho các bác là 1 triệu nhé. Bác nào alo cho em sớm em chuyển tiếp luôn cái đơn này cho. Hiện giờ là 5 con chuột cái, 1 con chuột đực đang ở Mỹ Đình nha các bác nhé.